Xin chào anh em, chào mừng em trở lại channel YouTube của Thierry. Và mình đang xem một video clip của Lionel Messi trong cái chiến dịch xe thơm tại nhà của các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới. Họ làm để kêu gọi mọi người hãy ở nhà bằng cách là tân cuộn giấy vệ sinh. Ok, thì hôm nay mình cũng sẽ làm một video clip tân cuộn giấy vệ sinh giống như các cầu thủ này. Đây, rồi mình sẽ tân một số trò giống như là của Lionel Messi, giống như của Ramos, giống như là của Henry, giống như Isco vân vân. Rồi mọi người cùng thưởng thức nhé. Trên nào. Ok, mọi người thấy hay không? Thầy nhớ like nha và đừng quên subscribe channel YouTube của mình. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về hướng dẫn bóng đá, tập luyện bóng đá và thử thách bóng đá. Mình sẽ đi thi đấu bóng đá trở lại nếu dịch cúm Corona Covid-19 này qua khỏi. Thì thời điểm hiện tại thì cũng khá là căng thẳng, sân bóng cũng đóng cửa, không hoạt động. Rồi các học viện bóng đá đang dạy bóng đá thì cũng tạm ngưng, không có còn ai dạy ngoài sân cả. Tất cả mọi người đều bây giờ là tốt nhất là nên ở nhà. Và ở nhà thì làm gì? Ở nhà thì mọi người hãy cố gắng vẫn mang banh ra tự tập trong nhà để giữ kỹ năng cơ bản của mình với quả bóng, để khi mà dịch bệnh này trôi qua thì chúng ta có thể trở lại với bóng đá một cách mà không mất cái kỹ năng của bản thân mình. Mình sẽ không phải mất nhiều thời gian để mình luyện tập trở lại. Cố gắng tập luyện được tốt. Mình là Phạm Thi, chào và hẹn gặp lại.